Vâng, hai bác khách ở Bắc Ninh xuống xem một bộ loa đây để về chơi sự kiện các bác ạ. Vâng, hai bác đang ngồi thưởng thức đi ạ. Vâng, anh Công, anh ở thành Bắc Ninh. Loa đây B3 các bác nhé, loa đây B3 và hai súp hơi B3. Đẩy hai kênh HA 1000 mới kéo được hai cái súp hơi HA 50 và một cái đẩy 4 kênh Wiwood 850L chuyên biệt cho hai đơn A đây. Và một cái van KM 80X và một cái máy lưng tiến TDO Tích mã là CB 600 ạ. Vâng, đây là chọn bộ cấu hình mà hôm nay anh Công ở Bắc Ninh xuống mua cho mình về chơi sự kiện. Này không gian 100m2. Vâng, một cái đầu với KTV nữa. Màn anh. Vâng. Đủ hết mà anh. Vâng, hai anh đang đứng trải nghiệm bộ dàn mình đã sắp lựa đấy ạ. Vâng, quanh không gian ngoài trời là 200m2 ạ. Bác khách ấy đã chốt bộ này. Vâng, bộ này gồm những loa gì và những súp gì thì vừa nãy em cũng đã giới thiệu đến các bác rồi. Vâng, và mọi chi tiết thì các bác xin vui lòng liên hệ về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình, hoặc các bác có thể để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới thì bên em có thể tư vấn trực tiếp cho các bác được. Vâng, và bây giờ thì em xin phép em vào đóng hàng chuẩn bị cho ba cái rước những em này đi về quê. Em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ạ. Vâng, anh Công ở Bắc Ninh đã lấy cho mình một combo sự kiện rất là khủng. Những đô la Array B3 đã chuẩn bị lên đường. Đây, bên em đã đóng sẵn rồi ạ. Vâng, bên em đã đóng sẵn gồm hai cái trầm hơi 350 B3. Anh hôm nay giờ thì đang xâm xì mưa mà anh cũng quyết tâm xuống Zikao đâu để mua cho mình bộ sự kiện giá thành hợp lý để thu hồi vốn nhanh, đó là cái mà sự lựa chọn hàng đầu. Anh lấy cho mình hai con đẩy, một con đẩy HA 1000 Wiwood và một cái đẩy 4 kênh Wiwood 4850L.
Vâng, anh đang ghi hóa đơn và thanh toán ạ. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh Công. Vâng, những đô la này siêu khủng. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh Công ạ. Sau đây bên em sẽ cho nhân viên xếp ra xe và anh chuẩn bị trở về ạ. Vâng, chúc anh Công lên đường bình an với những sản phẩm rất là chất lượng, giá thành hợp lý và thu hồi vốn nhanh.